Chào mừng bạn đã đến với Cityland. Hôm nay, mình xin chia sẻ với mọi người về chủ đề những điều cần biết về hợp đồng lao động ở Tây Ban Nha. Các bạn Việt Nam khi sang Tây Ban Nha cần phải thay đổi suy nghĩ về vấn đề hợp đồng, bao gồm hợp đồng lao động, thuê nhà và hợp đồng kinh tế. Tây Ban Nha là nước mà Tây Ban Nha luật được đặt lên hàng đầu, nên không thể cứ coi hợp đồng là một mẩu giấy lộn, thích thì ký, không thích thì bỏ đâu. Mọi giao dịch có giá trị lớn ở Tây Ban Nha đều nên phải có hợp đồng, và các bạn cần phải đọc, hiểu, nhớ hợp đồng mà các bạn cần ký. Có rất nhiều loại hợp đồng được ký kết hàng ngày. Mình sẽ cố gắng giới thiệu một số loại hợp đồng chính, bắt đầu từ hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động cần phải có: thứ nhất, được viết trên giấy, mỗi bên phải giữ một bản, được ký bởi cả hai bên. Thứ hai, tên, địa chỉ của công ty tuyển dụng. Thứ ba, tên, địa chỉ, số giấy tờ của người được tuyển dụng. Thứ bốn, thời hạn hợp đồng, từ ngày bắt đầu làm việc. Hợp đồng trong thời gian bao lâu, thường là 1 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm hoặc không có thời hạn. Thứ năm, thời gian và điều kiện làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian, bao nhiêu giờ một ngày. Thứ sáu, mức lương là bao nhiêu. Thứ bảy, thời hạn hủy hợp đồng lao động có thể là 2 tuần, 1 tháng hoặc 3 tháng. Cả người lao động và cả chủ lao động đều nên hiểu rằng, dù có căng thẳng, cãi nhau cũng không thể ngay lập tức hủy hợp đồng lao động được. Muốn hủy ngay lập tức, một bên phải vi phạm nặng nề một điều nào đó được quy định trong luật hoặc nội quy của công ty, say rượu, trộm cắp, chứ không thể nào chỉ vì bất đồng quan điểm. Nhân viên không thể tự ý bỏ ngang việc được, mà dù ghét chủ đến mấy, cũng phải đi làm nốt cho tới hết thời hạn hủy hợp đồng, thường là 2 tuần đến 1 tháng. Nếu không làm điều đó, chủ có thể kiện ra tòa, ảnh hưởng sau này cũng không nhỏ, nhất là chuyện giấy tờ. Ngược lại, chủ cũng không thể tự ý thích thì cho nó nghỉ. Nếu không muốn nhìn mặt nhân viên đó và yêu cầu nhân viên đó không đi làm nữa, thì vẫn phải trả lương trong thời kỳ chấm dứt hợp đồng. Nếu không làm điều đó, nhân viên có thể đưa ra tòa và chủ lao động có thể sập tiệm. Đừng cười khẩy, bảo ra tòa thì làm gì, cãi nhau còn lâu lắm. Tòa dành cho việc này là tòa án đặc biệt, gọi là tòa án việc làm. Thời hạn của họ xử rất nhanh, thường chỉ trong vòng 2 tuần từ ngày đệ đơn, và khi có bản án rồi thì lại há hốc mồm. Đó là lý do tại sao người lao động luôn luôn phải lấy một bản hợp đồng lao động của mình. Nếu chủ công ty không đưa, đó cũng là phạm Tây Ban Nha. Chỉ cần một cú điện thoại gọi lên thanh tra lao động quốc gia, họ sẽ xuống kiểm tra công ty gần như tức khắc, nhẹ là phạt hành chính, nặng thành tội hình sự, đóng cửa công ty. Hiện nay có rất nhiều người đi sang đây xin nhờ vào các công ty thông qua dịch vụ. Tuy đó là các bạn làm lậu với nhau, nhưng trên giấy tờ, luật vẫn là luật. Chuyện các bạn thỏa thuận ngầm với nhau là việc riêng. Dịch vụ không thể tự ý cắt hợp đồng của người làm giấy tờ, cũng như người làm giấy tờ không thể tự ý bỏ, không nộp bảo hiểm cho họ. Vì nếu trong trường hợp muốn xử nhau, thì cả hai bên đều chết. Khi các bạn đã ký hợp đồng với nhau, có nghĩa là các bạn đã tự buộc nhau lại. Có bất kỳ gì cũng phải từ từ mà giải quyết, thỏa thuận, không ai xin cho ai cái gì cả. Dịch vụ cần phải hiểu, những người sử dụng dịch vụ là khách hàng, cần giải thích, đối xử tử tế, nghiêm túc, tôn trọng. Và những người sử dụng dịch vụ cũng nên hiểu rằng, dịch vụ họ đi làm cũng cần tiền, phải đàng hoàng, phải trăng và sòng phẳng. Cái kém của chúng ta luôn là đối thoại, thế nên khi xảy ra chuyện, cần phải tập lùi lại một bước, hít thật sâu rồi nói tiếp. Chỉ có kẻ yếu, rốt, thiếu lý lẽ mới phải chạy tới vũ lực. Nếu để vỡ ra, xảy ra chiến tranh thì tất cả cùng chết. Dịch vụ, người sử dụng dịch vụ đều giống nhau, thế nên đừng mất thời gian dọa nạt nhau làm gì, chỉ thêm bực mà thôi. Hãy liên hệ ngay với cityland.eu để nhận chương trình tư vấn miễn phí cùng chuyên gia về di trú, hoặc truy cập vào website www.cityland.eu để biết thêm về giá các chương trình định cư tại châu Âu, và nhận miễn phí bộ tài liệu 100 bí quyết sống và khởi nghiệp thành công tại châu Âu. Chúc anh chị có một ngày tuyệt vời, chúc cho cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu ngày một phát triển.